Chào các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nha. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiệt tình trong thời gian qua. Hôm nay mình có mặt ở quán 333 số 347 đường Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4 để quay cho các bạn xem một số hình ảnh bé 233 buôn bán ở đây nha các bạn. Đây chị bé 2. Chắc là dẫn là có việc nào quay cho em năm thi hay là em bé đòn đó. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và chia sẻ cho em để em đạt qua 300 người. Hiện nay là 293 người. Mọi người kéo giúp em nghe. Chào anh Cường Quốc nha. Em ơi. Mọi người ơi, Thái đây mọi người ơi. Em chào chị Trúc Anh chị. Chị 32 nè các bạn. Em chào Nguyễn Vũ Đông nha. Rồi bầu gạo em về đó nha. Em chào tất cả mọi người. Em chào Tú Đào nha. Gà lớn nè. Gà lớn. Của mình 35, gà lớn. Em chào Quỳnh Định dấu yêu nha. Dạ em cảm ơn tất cả mọi người nha, đã yêu thương em trong suốt thời gian qua. Để cho em có thêm động lực để em tiếp tục em chiến đấu với cái con đường YouTube này. Nắng đây em về hả? Ba đi à. Giờ 21. Mà bé ba đang đổ những cái bánh rán Doraemon nha các bạn. Một xúc xích, ba tê, dăm bông, trà bông và một chút bé ba còn bỏ thêm cái phô mai lên nữa các bạn. Đây là bơ phe nha các bạn. Mua nó kìa. Giờ vàng thì mình là bé ba lật mặt qua. Khách đang xếp hàng mua bánh Doraemon của bé ba nha các bạn. Một số món của chị bé hai như là cá viên chiên, xôi, ba tê để bán xôi rồi, chả giò, hành thánh chiên, cua bắc xi, chân gà, bò ống tre, cá viên chiên có cái bánh có kìa, tính tiền ơi, cho có kìa, chị hai giúp chị em nói là cái đòi xôi, chị ăn xôi chả chị hai nha. Đây là khách của quán bé 2 bé 3 hôm nay đó các bạn. Đây là những cái đùi gà bó xôi mới vừa chiên xong lấy ra đó các bạn. Và đây là xôi trứng muối và đùi gà bó xôi chưa chiên. Thầy đang chiên gì anh? À, đùi gà bó xôi. Khách của thời gian thì bé hai sẽ lên tìm mấy món nữa. Sợ bé hai đó nè. Mọi người biết là bé hai ăn ở đây hả? Rất là dữ tượng để buôn bán mà. Mình phải bán như vậy đó, thay đổi món thường xuyên để cho thật gà khách không. Rồi Thảo Hà gửi lời chúc chị hai sức khỏe nha. Rồi bé hai cảm ơn rất là nhiều nha. Nghe ông nói đọc tiếng Anh muối sụn. Còn cái gì? Muối, còn chữ muối không? Mấy cái? Chục cái. Một cái đó với ba cái gì đâu? Ba chục cái tuổi rồi con. Ba cái
giao cho anh chị. Dạ. Này là cái gì? Phải, cái này là ấy rồi. Cái cây đèn. Rồi. Cái cây. Đó, hai hết. Đưa đi. Con bé cháu mày. Nhưng mà dồn dập cho bé hai chạy là giống như hôm qua là thật sự là bé hai rất là đuối. Rất là đuối, thật sự là bán như vậy ai mà không ham. Nhưng mà dồn như vậy thì rất là mệt và nhiều khách đến ngày thứ bảy. Đến nhưng mà tại vì số lượng của bé hai chỉ có hạn thôi. Và hôm qua có một số lượng khách đã bỏ về vì không còn chỗ. Mẹ rất là tiếc và xin lỗi, xin tất cả các vị khách bỏ về đó. Ê, cô bé 23 thì hãy đến vào những ngày bình thường. Còn hôm nay đến sớm có một chút, đừng có đến ngay cái giờ cao điểm, đó là từ 7 giờ tới 9 giờ, đó là giờ cao điểm của bé 2. Mọi người đã thấy là giờ đó là hiện tại đang cao điểm. Lớn như trường quán đó đó, đi chị mở đồ qua. Ông Thái lúc này hành chữ ếch rồi nha. Em mà được chữ ếch em cũng mừng lắm luôn. Đúng quá. Nè mọi người thấy không, bò bé hai này thủ nè. Thật sự luôn, bây giờ bé hai bán bò mà bây giờ bé hai cảm thấy có lợi giống thánh giống á. Chạy ống tre của ổng hoài à. Thật sự luôn, chạy ống tre hoài ổng buồn đó. Ông nói chết rồi. Mình ăn ở đây em về hả? À? Em về hả? Một người vô mua chiếc xe đậu bên đường cho bé hai nha. Công an nó to á, bạc xe á. À, các bạn lấy ra xếp hàng để mua bánh Doraemon của bé ba các bạn. Đây là sau hôm nay bé hai con trang điểm tại vì hồi sáng đó vừa làm xong luôn đó. Bé hai đi chùa Tây Ninh. Bây giờ mình phải chiên lại hả bé hai? Không, bây giờ là chị Tư ở trong nhà. Đó vừa làm xong rồi đem về cho bé hai. Có này muốn hấp phải cho bé hai. Cái này là mình không, đây là mình chỉ hấp sơ thôi nè đó. Mình phải chiên là nữa ha. Mình chiên mà. Đây là chiên hả? Đồ chiên của bé hai chiên không mà lúc trước là nướng, nhưng mà bây giờ hiện tại là nướng không còn bằng chiên. Với lại nướng là không thể nào nổi. Cái món này hiện nay đang rất là hot luôn nha mọi người. Một ngày bé hai có bán thể bán cho 1.000 ống luôn. 1.000 ống luôn, một ngày. Có thể luôn á, thứ bảy là hôm qua là có thể 1.000 ống á. Một ngày bán trên 500 ống nha mọi người ơi. 1.000 ống. Ống gì là bao nhiêu? Thì bé hai dự tính là như vậy á. Một ống như là gì là 10.000 mọi người. Ở trong đây là có tiêu xanh nha, và thịt bò, bò bằm. Tiêu xanh với thịt bò. Bà xã. Nhìn rất là ngon nha cả nhà. Rồi là bé hai một chút. Quán của bé hai ta lúc nào cũng tập hợp nha cả nhà. Lúc nào cũng không cần kẹt cái nhà thờ, cái nhà thờ này. Của em hiện tại là mấy em tại là em cũng muốn luôn rồi thì em tái ra. Đây là cái em nhiều nữa em rồi. Em có thể là em sẽ bỏ vào mũi em rất luôn. Bán xong em xuống em ngủi để hồi cái khách luôn nha. Bây giờ lượng khách đến đây mà bỏ đi về em buồn quá. Rồi mình ăn cái gì? Sắp hàng nhà bé ba nha. Chào chị hai lên chặn nha. Rồi chế Huy hôm nay không qua chị ơi. Đi sinh nhật rồi. À, cháu bé hai xinh ghê đây rồi bé lên chặn. Xinh lắm rồi. Cái này nè, cái này cũng cháu nè. Biết sao xinh không? Giống gì á. Giống gì hai nó xinh cuộc sống. Nghe mọi người giống gì hai nó xinh quá trời luôn. À như thế nào. Cửa mở lên rồi. Cửa mở lên rồi. Mở lên. Ghê quá à. Còn không? Giống gì hai nó xinh. Giống gì ba đem bỏ rồi. Ủa ghê, mày chu luôn quá hả? Ủa mày đồng lòng cái gì mày có vậy? Đâu, mình mang tiếng cười đến cho mọi người. Ê, trả lời rồi, trả lời rồi. Ủa, vậy. Cái là bạn hai con cá của mẹ giống nhau. Xinh ghê. Dạ, em đợi. Của mình hai cá. Ăn thử đi chị, ngon lắm chị. Khóa cổ xe đã
chị bảo là trong nhà hai cái không có nhà mà 400 người đang xem live stream của em nha. Mọi người ơi, mọi người biết cho em một like, chia sẻ đi mọi người. Nếu mọi người là người mới á thì mọi người hãy đăng ký cho em một like nha. À, các bạn xem vui lòng like video, chia sẻ video, đăng ký kênh cho mình và bật thông báo để xem những video tiếp theo. Và các bạn có thể xem một ít quảng cáo khi có quảng cáo trên video của mình để mình có kinh phí làm những video tiếp theo nhé. Bây giờ chị bé ba cũng đang miệt mài đổ bánh Doraemon. Có thể là em sẽ và cái sân thượng, có thể là em sẽ để trên bàn ghế lên sân thượng. Nếu mà khách nào tới em sẽ lên sân thượng luôn, thì để bàn ghế sẵn và khi mà khách bán là biết rồi đấy. Khi nào bán khách tới đây muốn lên sân thượng ngồi ngắm thành phố thì em sẽ bán một cái tiền trước và đưa cho khách lên chảnh ngồi luôn, tận khách lên luôn nha. Chị nghĩ vậy ok không chị của em? Đấy rồi. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về quán của ba hai bé ba, số 374 đường Vĩnh Khánh, khu ẩm thực quận 4 nha các bạn. Các bạn nào gần xa thì có dịp thì ghé quán bé hai bé ba ủng hộ nha. Và chắc bây giờ mình xin tạm kết thúc video ở đây. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn like, các bạn chia sẻ, các bạn đăng ký và thông báo để xem những video tiếp theo. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.